chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp giữa cuộc đời dông bão. Ai người đưa lối một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền, những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói, tựa gió mây trôi cuối chân trời. Chuyện tình yêu cho nhau yêu thương và những môi hôn ngọt ngào, tựa trăng sao trên trời cao sẽ mãi muôn đời có nhau. Rồi thời gian trôi mau bỗng xót xa không còn anh, bầu trời đêm không trăng, lặng lẽ ngôi sao nghẹn ngào giữa cơn lốc xoáy tình đời. Chợt rơi xuống lặng nghe tiếng khóc trong đêm, chỉ còn lại mình em lẻ loi. Nụ hôn ngày xưa đã phai một mai thức giấc, chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đêm giữa cuộc đời dông bão. Ai người đưa ai vậy? Ủa, Mỹ Khanh, em vô đây. Chị à, hôm nay em ngủ ở đây được không? Trời, hỏi gì cũng hỏi nữa, vô đây. Ủa, có chuyện gì mà sao thấy em buồn buồn vậy? Chuyện dài lắm chị ơi. Chị à, em tới nhà rồi. Mai chị tới đón em ở chỗ này nha. Ok, bye chị. Em không muốn trở về nhà nữa An à. Em thấy đơn độc quá. Em tới tìm chị chắc có chuyện gì muốn chia sẻ. Em nói đi. Đừng giữ mãi bức bối trong lòng. Điều đó khiến cho em đau khổ thêm thôi. Chưa bao giờ em thấy được cuộc sống của mình lại tệ như vậy. An à, nếu có được một phép màu, chắc chắn em sẽ ước mình có thể trở về với một Mỹ Khanh năm xưa. Em thấy mình đang đi vào ngõ cụt, thấy đường ra lại sợ mình không đủ sức để có thể đi tới lối thoát đó. Em bế tắc quá anh ơi. Mặt trái của sự nghiệp mà em đang mang là như vậy. Tất cả những người nổi tiếng đều phải chịu những áp lực lớn. Có thể là không giống nhau về sự việc, nhưng tất cả họ đều cảm thấy cô đơn giống như em vậy đó. Đó là một phần rất nhỏ và em cũng có thể vượt qua được, vì em cũng đã quá quen với nó trong những năm qua. Điều mà em muốn nói đến là sự bất lực, bế tắc của chính em kìa. Em sống với ba trong suốt 19 năm, vậy mà em hoàn toàn không hề hay biết số phận cay đắng mà ba phải mang theo trong suốt từng đó năm trời. Em cũng chẳng hề suy xét tới việc gì sao một người cha
yêu con như ổng. Để tàn nhẫn và độc đoán như vậy trước ước mơ của con cái. Nếu như em yêu ổng hơn, kính trọng ổng hơn, hiểu ổng hơn, thì chắc chắn em sẽ phải biết được rằng cha mình có điều gì quẩn khúc. Chứ em không thể nào tàn nhẫn mà la hét vào mặt ổng những câu nói đau lòng như vậy. Em thật là đứa con khốn nạn. Chị hiểu, chị hiểu em đang đau lòng như thế nào mà. Thời gian gần đây em hay nằm mơ gặp ác mộng về ba. Em thấy lo lắng vô cùng. Em chỉ sợ khi em tìm ra được lối thoát chạy về với ba thì đã quá muộn. Em thèm được một ngày sống thanh bình bên cạnh ba, nấu cho ba ăn món chè mà ba yêu thích, nhìn ba tỉ mẩn sửa cây kiểng, hoặc phá lên cười cùng ổng khi có chuyện vui. Nhưng với con người của em bây giờ, em không còn đủ dũng cảm để quay trở về quỳ lại xin ổng tha tội nữa. Mọi cái ở em, tất cả đều vượt quá xa so với cơn giận dữ ban đầu của ba em mất rồi. Và rồi thời gian gần đây em gặp lại một người chỉ phút vui sướng hạnh phúc của sự hội ngộ qua đi, giờ trong em là sự đổ vỡ, trống trải và lạnh lẽo hơn nữa. Em đã bội tình hai người đàn ông mà em đã yêu thương, là cha và ảnh. Gặp lại ảnh, lần đầu tiên em biết đến cảm giác mong nhớ tức khắc khoải ruột gan. Và rồi em biết được rằng là mình đã yêu ảnh từ rất lâu rồi. Tình cảm đó bị chôn vùi trong tiềm thức, và nó như được cởi trói dở ra. Chị biết người đó mà. Chị biết ảnh hả? Ai vậy? Mình. Anh đã trở về rồi. Tình cảm trong ảnh vẫn còn nồng nhiệt lắm. Nhưng em đã cay đắng nhận ra rằng tình cảm đó chỉ dành cho Mỹ Khanh năm xưa, chỉ cục dành cho cô gái ca sĩ tai tiếng Mỹ Khanh bây giờ. Anh ạ, trái tim của em liên tục bị giày vò như vậy, em sợ mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Tim chị cũng còn đau, huống chi là em. Alo. Xin hỏi đây có phải là điện thoại của anh Trịnh Duy Minh không? Dạ đúng, tôi là Minh. Xin lỗi, chị là ai? Minh hả? An nè. An học lớp ngoại ngữ chung với Minh đó, nhớ không? An hả? Xin lỗi An, Minh không nhận ra. Chút nữa Minh có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút được không? Ok, rất sẵn lòng. Bye bye.
Uống gì? Sao bữa nay đổi món vậy em? Chán rồi. Em cuối tuần này mình đi chơi nha. Bộ hôm nay đi không được sao mấy chồng của trời. Cuối tuần mình giải quyết công việc xong rồi mình đáng rỉ thoải mái hơn. Dạ chị dùng gì vậy? Chị đi nước cam. Dạ. An thật là khác so với trí nhớ của Minh đó. An đẹp ra nhiều lắm. Minh cũng vậy mà. Nếu như mà không được nghe trước chuyện của Minh á, thì chắc An sẽ hốt hoảng khi gặp Minh á. Tại vì Minh cũng thay đổi không ngờ. Minh đẹp trai hơn nè, cao hơn nè, và còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng trên gương mặt của Minh chỉ có một thứ trên gương mặt của Minh không hề thay đổi, đúng như người đó đã nói, đó là à, mà bây giờ á, Minh quay lại gọi An bằng chị á, An sẽ kiện Minh đó nha. Minh xem thẻ học viên của An hồi đó rồi. Hả? Nhỏ hơn Minh một tuổi lận. Cảm ơn em. Dạ, mời chị. Thì An biết chứ bộ, nhưng cũng ham làm em của tôi lắm, cho nên An kệ luôn. Nè, bây giờ á, mình trả lời An thiệt lòng câu này nha. Mình thương Mỹ Khanh từ lâu rồi phải không? Vậy mình đã cho Khanh biết điều này chưa? Sao vậy? Thú thật với An, mình nghĩ nên giữ chuyện này trong lòng thì sẽ tốt hơn cho cả mình và cả cô ấy nữa. Mỹ Khanh bây giờ không còn là cô gái của ngày hôm qua nữa. Mình rất sợ cái cảm giác tình cảm của mình sẽ trở thành nỗi khó xử đối với người khác. Mình đang phán xét Mỹ Khanh ở góc độ của một ngôi sao, người của công chúng, đúng không? Mặc dù bây giờ Mỹ Khanh là một ngôi sao danh tiếng, bao phủ xung quanh cô ấy là những ánh hào quang, là những mối quan hệ phức tạp của giới nghệ sĩ, là những câu chuyện được thêu dệt lên hàng ngày. Nhưng với mình, cô vẫn là cô bé Mỹ Khanh của ngày nào thôi. Minh à, Mỹ Khanh sẽ trở nên xa xôi, phức tạp hay chân thành, gần gũi đều là do cảm giác của chúng ta dành cho cô ấy. Bộ hồ sơ xin đứt dự án ở quận 6 chúng tôi đã gửi theo cách chỉ dẫn của anh được 2 tuần nay rồi. Phần tác động phụ thuộc vào anh thôi. Còn về kinh phí để chạy dự án thì anh cứ chủ động tính toán đi. Tuy nhiên cũng không vượt quá con số mà chúng ta đã thống nhất khống chế. Tôi bận chút việc riêng đến hết tuần sau. Tôi sẽ cho tiến hành sớm, ngay sau khi tôi xong việc. Lúc đó tôi sẽ thông tin cho các anh. À, anh nói tôi mới nhớ. Cảm ơn anh, chúng tôi đã nhận được thiệp mời của anh rồi. Rất mong các anh tới dự. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ tới. Chúc mừng, chào anh. Cảm ơn, chào. Dạ
Dạ em nghe nè anh. Bắt đầu từ ngày mai, cậu giúp anh kiểm soát tất cả mọi lịch trình trong ngày của cổ. Ủa, lại có chuyện gì hả anh? Không, nhưng anh muốn vậy. Dạ, em nghe rồi. Trời ơi, em đau ê ẩm hết cả người luôn vậy đó. Trời đất ơi, hôm nay lại bổ gấp 3 lần ngày hôm qua. Biết vậy em mang đôi giày giống chị cho rồi. À, mai thay giày đi nha. Ngày mai đi bộ nhiều hơn hôm nay nữa đó. Đúng là mai chưa có nhiều kinh nghiệm đi tỉnh. Mấy lần chị đi toàn là leo núi không à. Thôi chị về. Chị nè. Liệu chuyến đi công tác ngày mai em không đi có được không? Má chồng em bị bệnh mấy ngày hôm nay rồi mà em cứ đi biền biệt hả? Em thấy ngại quá à. Sao em không báo cho chị sớm để chị thay người? Bây giờ làm sao kịp? Vậy thì thôi. Thôi mà em cứ nghỉ đi, chị sẽ cố gắng hơn một chút. Tối em nhớ chuyển cho chị quyển sổ cập nhật số liệu của em nha. Chị giúp em nha. Em biết chị sẽ cực hơn, nhưng mà em không còn cách nào khác hết. Chị ơi, em bỏ đi 2 ngày rồi, về nhà ổng quậy á. Bây giờ em mà bỏ đi nữa hả, ổng cãi lộn cho mà coi. Hôm qua em về hả, cái mặt ổng như cái bánh bao chiều vậy á. Thôi nói miệng không hả. Nhưng mà công nhận ông xã chị cưng chị thiệt đó. Mà em phục chị nha. Em thấy á, chị gần tới ngày cưới rồi mà chị cứ tỉnh bơ như không à. Chẳng buồn cho em ngày xưa, giờ này đã cuốn cuồng lên rồi. Mà ông xã chị thương chị thiệt đó nha. Ui cha, trời ơi, mới nhắc mà đã tới rồi kìa. Linh thiệt đó nha. Chị đi nha. Dạ. Em xin lỗi, em đã ngủ quên. Nhìn em mệt mỏi quá, em lên nghỉ đi. Có đúng là cổ đang hôn mình, hay là cổ đang mơ tưởng hôn tên đó?
À, anh ấy tới rồi đó. Xin chào, chào anh chị. Anh thiệt là đúng giờ. Chào anh. Mời anh ngồi. À, mời anh. À, xin giới thiệu, đây là anh Hải Nam, hiện đang là luật sư trưởng của văn phòng Hải Nam. Anh Nam trước là bạn học đại học cùng với chị. Xin giới thiệu với anh, đây là ca sĩ Mỹ Khanh. Tôi rất hân hạnh được gặp Mỹ Khanh. Tôi và bà xã ở nhà rất ái mộ giọng hát của Mỹ Khanh. Thật hân hạnh cho Mỹ Khanh quá. Dạ. Anh Nam à, hôm nay chúng tôi mời anh Nam tới đây á, là nhờ anh tư vấn cho chúng tôi về việc thực hiện và kết thúc hợp đồng ký kết độc quyền, những vấn đề vẫn còn liên quan sau khi hợp đồng đã kết thúc, và những việc cần làm để tránh rủi ro cao nhất trong kinh tế cũng như trong quan hệ làm ăn. Việc thứ hai á, là chúng tôi nhờ anh giúp chúng tôi tư vấn những vấn đề để thành lập công ty. Trước mắt là hai việc đó, rồi chúng tôi sẽ phiền anh Nam dài dài đó. Rất sẵn lòng phục vụ quý bà và quý cô. Dạ. Cô thấy trong người sao rồi? Con trai của cô ngày nào cũng tới thăm cô hết trơn á. Cô thấy tốt hơn nhiều rồi, nhờ con nhiều lắm đó. Dạ. Cô ơi, chắc vài hôm nữa bác sĩ trưởng khoa sẽ cho cô về điều trị tại nhà. Có điều con dặn cô ở nhà, cô phải luôn luôn nhớ là con trai của cô thương cô lắm. Nếu như mà ảnh lỡ đến trễ, không tới thăm cô thường xuyên, thì cô cứ nghĩ là ảnh rất bận công việc, không được nghĩ là ảnh bỏ rơi cô đâu nha. Cô có nhớ lúc ảnh khóc không? Con thấy tội nghiệp ảnh quá trời luôn á. Chỉ có người thương mẹ lắm mới có thể khóc ngon lành như vậy á. Cô nhớ nha, không được suy nghĩ lung tung nữa. Lỡ như bị bệnh lại mà quay lại đây á, con giận cô thiệt á. Cô đã hiểu lắm rồi. Hằng ngày được nói chuyện với con, cô thấy thật là thoải mái. Con thiệt là xinh đẹp. Con đã có chồng chưa? Trời cô ơi, con ế rồi. Cô có ai không làm ai cho con đi. Con lại chọc cho cô vui rồi. Người xinh đẹp như con á, có thiếu gì chàng trai theo đuổi phải vậy không con? Chị Trâm Anh, có ai tìm chị kìa? Dạ. Cảm ơn anh nha. Con đi nha cô. Thôi giờ cô nằm nghỉ ngơi đi. Dạ. Đây là báo cáo tài chính và toàn bộ hợp đồng đã thực hiện. Theo như kết quả tạm tính, năm nay doanh số tăng hơn năm ngoái 12%. Chúng ta có lô hàng áo khoác nam, do sai mẫu nên đã bị hồi lại, khiến cho kết quả kinh doanh quý 2 bị âm. Và tất nhiên là bằng tất cả hình thức, tôi vẫn đưa lô áo này vào thị trường trong nước. Nhưng chúng ta chỉ khắc phục được phần nào. Việc truy cứu trách nhiệm đã làm rất là nghiêm túc. Tất cả những người liên quan tới từ việc dựng mẫu cho tới giám sát sản xuất đều đã bị trừ lương và thưởng. Mặc dù so với thiệt hại không đáng là bao, nhưng tôi thấy việc này cũng có tác động tích cực với nhân viên. Họ buộc phải có trách nhiệm hơn trong công việc. Hôm trước tôi có nghe loáng thoáng một số ý kiến cho rằng chúng ta chậm trễ trong việc điều chỉnh lương theo quy chế của công ty là 2 năm một lần, dành cho những nhân viên hoàn thành chỉ tiêu và không mắc sai phạm. Vậy mà có trường hợp chúng ta để tới 4 năm là sao? Về việc này tôi sẽ kiểm tra lại. Chắc có sai sót chừng 1-2 trường hợp nào đó mà thôi. Trong tay tôi hiện có hơn 20 trường hợp trong diện này. Tôi nghĩ anh cần làm việc lại với bộ phận nhân sự và tài chính. Muốn phạt có hiệu quả, cũng như muốn tăng cường trách nhiệm của mọi người trong công việc, thì phần quyền lợi của người lao động chúng ta cần phải đảm bảo cho họ chứ. Dạ, tôi sẽ để ý kỹ hơn. Việc họp về những mẫu được lựa chọn giữa công ty thời trang trẻ và Evo, chiều nay chúng ta tiến hành họp được không? Dạ được chị ạ. Tôi sẽ báo cáo với các bộ phận vào 2 giờ chiều nay được không chị? Được. Vậy anh cứ cho chuẩn bị đi. Dạ, chào chị.
Xin cho hỏi, đây có phải là số máy của văn phòng ông Mạnh Hùng không ạ? Dạ đúng, tôi là Hùng đây. Chào ông, tôi là Ánh Dương. Tôi đã nhận được tin nhắn của ông. Xin hỏi, bao giờ chúng ta có thể lên đường được? Dạ, chiều nay được không bà? Chiều nay tôi có cuộc họp. Vậy mai được không? Dạ, cũng được. Vậy thì tốt quá. Chào ông ạ. Dạ, chào bà. Đó, con coi vậy có được không? Hôm rồi á, dì thấy thằng Hưng có vẻ không bằng lòng. Nó tới nhà mình á, rồi ra về rất sớm con à. Rồi mấy ngày nay á, nó cũng không qua nhà dì nữa con à. Con Quỳnh á, thì đi suốt, dì cũng hiểu nó nghĩ gì nữa. Trên đời này á, dì chưa thấy cô dâu nào á, bình thản trước đám cưới như con này hết trơn á. Nó làm gì khó ăn khó nói bên đàn trai lắm con ơi. Mỗi lần á, mẹ thằng Hưng điện thoại qua hỏi thăm gì, dì không biết trả lời sao, dì cứ ấp a ấp úng hoài à. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đám cưới. Con dạ, con ráng gặp nó, khuyên nó giùm dì một câu nha con. Dạ. Con nghĩ dì cũng đừng có lo lắng quá, chắc là chị sắp xếp được mà. Bây giờ dì hỏi con nè, con phải trả lời thiệt cho dì biết, có phải thằng Tuấn nó trở lại tìm con Quỳnh không? Dạ, không có chuyện đó đâu dì. Không có đâu dì. Vậy là đúng rồi, con đừng dối dì nữa. Dì hỏi con á, là để xác nhận lại thôi. Cách đây độ 1 tháng, dì tập thể dục buổi tối về. Buổi tối dì về, trong hẻm mình nè, vô tình có người trong hẻm chạy ra, đụng chúng dì. Con, dì nói thiệt con nghe nha, dì sai. Vậy mà người đó cuống cuồng xin lỗi dì à con. Lúc đó có một chiếc xe Honda chạy ngang, cái đèn sáng pha vô mặt nó. Bây giờ dì nhớ rồi, thằng Tuấn con à. Sao giờ này dì mới nghĩ ra chuyện này vậy ta? Con à, không biết thằng Hưng nó có biết thằng Tuấn đang quay về không con? Dì ơi, dì đừng có lo lắng quá, chị Quỳnh nhất định không sao đâu. Có thể chị bị căng thẳng trước khi cưới, nên chị muốn tìm sự cân bằng trong công việc thôi. Còn chuyện anh Tuấn, dì yên tâm đi, anh đã trở ra Bắc lại rồi. Vậy hả? Dạ. Vậy thì cũng đỡ quá rồi con. Con à, con nhớ nha, gặp con Quỳnh, động viên, khuyên nhủ nó giùm dì nha con. Dạ. Giúp dì nha. Dạ. Mày khùng hả? Minh, mày điên hả? Tao có làm như mày đâu. Rồi, tốt lắm, tập trung làm lại nha. Trời ơi anh ơi,
Anh mà bắt tụi này tập một lần nữa, tụi này trùm bao quýnh anh chết bây giờ đó. Tối nay còn phải diễn hai show nữa. Bộ anh định cho tụi này té trên sân khấu hay sao vậy? Trời ơi, em mà té hả? Là tối nay anh lên sân khấu anh cõng em về nha. Thiệt đó nha. Đây giờ tối nay đi sớm sớm nha, 9 giờ tôi có công chuyện. Ok con. Đó. Ủa mình sao thì thôi đi chưa. Đi. Ngại chứ. Hồi bữa đó. Ngồi đó hả? Đó nha, chụp cũ nha. À đây. Ngồi chưa. Mấy giờ? Vậy chiều tập xong phải đi liền. Bây giờ đi. Bây giờ em đi. Tôi bàn sao. Mua điện thoại mới phải rửa nha. Chưa bảo. Tôi đâu có mua đâu. Tôi vẫn coi coi. Đâu. Anh nhầm. Xin lỗi vì đã làm phiền em. Chị. Chào em. Chị có về hàng mới nào đẹp không? Có, hàng mới về nhiều lắm. Để chị lấy cho em xem nha. Dạ. Chị cắt may hai áo giùm em nha. Được em. Chà, hôm nay nhìn chị đẹp quá ta. Hôm nay chắc tôi nở bể mũi quá nha. Alo. Chị à, em ghét anh quá. Anh lạnh lùng đến đáng sợ. Em không hiểu mình đã làm gì mà anh lại thay đổi như vậy. Sao có chuyện đó được? Nó thương em lắm mà. Chị dám chắc luôn á. Thôi, để chị gọi xử lý cho hắn một trận. Thiệt là đáng ghét mà. Đừng chị An. Em buồn quá nên mới gọi cho chị thôi. Chị đừng gọi cho ảnh làm gì. Hứa với em nha. Thôi được rồi, chị hứa. Nhưng mà em đừng có buồn nữa. Chị nghĩ trước sau tụi em cũng nên gặp nhau để nói rõ ngọn nguồn. Như vậy sẽ thấy thanh thản thoải mái hơn khi nghĩ về nhau. Dạ. Em có việc rồi, em sẽ gọi chị sau. Của em nè. Dạ. Thưa bà chủ tịch, thưa quý vị, buổi họp hôm nay chúng ta sẽ thống nhất lần cuối về việc lựa chọn sản phẩm cho kế hoạch sản xuất quý một năm tới. Theo tiêu chí của ban lãnh đạo công ty, về việc lựa chọn sản phẩm lần này sẽ được dựa vào sự thẩm định và lựa chọn của người tiêu dùng. Phiếu của hơn 2 tuần khách hàng tham gia bình chọn đã được ban thanh tra công ty trực tiếp kiểm và tôi xin được phép công bố về mẫu sản phẩm có được sự lựa chọn cao nhất của khách hàng thuộc về công ty Evo và số phiếu chênh lệch với thời trang trẻ là 12 phiếu. Và bản thân tôi, sau khi được ban kiểm phiếu báo cáo kết quả, tôi cũng xuống tham khảo ý kiến của khách hàng về sản phẩm của Evo. Phần lớn những người lựa chọn sản phẩm của Evo đều đã nhận xét mẫu của Evo mang tính đại chúng hơn, nhưng cũng có những nét độc đáo và riêng biệt. Sản phẩm của thời trang trẻ thì mang đặc trưng là
rất là ấn tượng. Nhưng để sử dụng chúng thì người tiêu dùng luôn phải chờ dịp. Xét trên phương diện kinh doanh, tôi cũng nghiêng về mẫu mang tính đại chúng. Điều đó đồng nghĩa với con đường của sản phẩm đến với khách hàng sẽ dễ dàng hơn. Tôi thấy bất ngờ với kết quả này, bởi mẫu thiết kế của thời trang trẻ khá tốt. Đúng là nó gây ấn tượng khi mắt ta nhìn vào. Điều đó rất tốt cho việc định hướng tiêu dùng. Phần lớn người tiêu dùng khi tới một gian hàng, hiếm khi nghĩ được là họ sẽ mua một chiếc áo hay chiếc quần kiểu gì. Chính vì vậy, họ rất cần sự khơi gợi về mặt thị giác. Nếu nói sản phẩm của thời trang trẻ là không mang tính đại chúng thì không hợp lý. Bởi vẻ thanh nhã của nó sẽ khiến người tiêu dùng ở mọi tầng lớp thích thú. Thực tế, đứng ở góc độ người tiêu dùng như tôi thấy cả sản phẩm đều có tính vượt trội, 1 9 1 10. Em đánh dấu phần này cho chị. Sản phẩm của Iyo đúng là không tinh tế bằng thời trang trẻ, nhưng nó cũng đầy cá tính bởi sự chơi màu đối chọi. Đó cũng là một lựa chọn cho khách hàng để muốn khẳng định tính mạnh mẽ của mình. Nhưng để thể hiện sự đẳng cấp, không ai không ngoái lại nhìn sản phẩm của thời trang trẻ. Thưa bà chủ tịch, tôi thấy bỏ một trong hai mẫu đều đáng tiếc. Giám đốc Đăng, anh có ý kiến gì thêm không? Đứng ở quan điểm của sự hợp tác, đúng là chúng ta cần phải giữ chữ tín ở trong quan hệ làm ăn. Một lời của chúng ta đã nói ra, chúng ta cũng cần phải đảm bảo uy tín cho điều đã phát ngôn đó. Quan điểm của tôi là như vậy. Có nghĩa là anh quyết định lựa chọn theo kết quả thăm dò thị trường. Dạ, đúng như vậy. Tôi tôn trọng quyết định của kết quả bình chọn. Tuy nhiên điều đó khiến tôi hơi bất ngờ về thị hiếu của người tiêu dùng. Nhưng đây cũng là một cơ hội để chúng ta đi sát với thị trường hơn nữa. Sản phẩm của chúng ta sẽ phân phối cho khu vực Đông Nam Á. Còn việc lựa chọn theo thị hiếu tiêu dùng của người Việt, chúng ta đã có một nhóm chuyên gia cao cấp phân tích tâm lý tiêu dùng, nghiên cứu. Cho tới giờ, phần lớn chúng ta đều đã đi sát với nhu cầu thị trường. Tôi hy vọng lần này cũng không nằm ngoài dự kiến. Anh Đăng, anh có thể thay mặt công ty gửi thư mời hợp tác với Ivo. Còn với thời trang trẻ, tôi sẽ có những ý tưởng riêng cho họ. Tôi muốn tận dụng khả năng của họ trong những dự án khác. À, xin chị lỗi An. Em chị đi đâu gấp vậy chị An? Anh Nam ơi, có chuyện gì vậy anh Nam? Động trời, mẫu của chúng ta ao, mẫu của quả búp xét được in. Sếp của mình chạy tới anh Dương để lo công việc á. Sao kỳ dữ vậy? Hai mẫu hàng chênh lệch một trời một vực à. Khách hàng ai cũng thích thú, nán lại mẫu hàng của chúng ta rất là lâu. Chẳng lẽ thẩm mỹ của bà anh Dương tệ đến như vậy sao? Ai mà biết được. Tôi chỉ biết mất đứt 2 tuần trời lao động, mệt như trâu điên vậy. Giờ tay trắng rồi. Khổ thân sếp của mình. Tụi mình á hả, mất công một, chỉ mất công tới 5 lần á. Một mình chỉ làm bằng 5 tụi mình á. Tức thiệt á. Con nhỏ sexy đó, nó đúng là khắc tinh của sếp mình mà. Anh có chắc là mẫu thiết kế của em đã được chọn không đó? Anh gạt em làm cái gì? Xong cuộc họp á, anh tới đây liền mà. Mai mốt á, bên em sẽ nhận được thư mời hợp tác thôi. Vậy là mẫu thiết kế của công ty thời trang trẻ đã bị loại phải không? Em hỏi bị thừa rồi. Mẫu của em được chọn thì mẫu kia phải bị loại thôi. Cưng của em giỏi quá à. Chuyện tình yêu hôm qua mà...
sẽ mãi muôn đời có nhau. Rồi thời gian trôi mau, bỗng xót xa không còn anh. Bầu trời đêm không trăng, lặng lẽ ngôi sao nghẹn ngào. Giữa cơn lốc xoáy tình đời, tình thoáng mong manh mơ hồ. Nước mắt nào chợt rơi xuống, lặng nghe tiếng khóc trong đêm. Chỉ còn lại mình em lẻ loi, nụ hôn ngày xưa đã phai. Một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp. Giữa cuộc đời giông bão ai người đưa lối. Một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền. Những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói. Một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp. Giữa cuộc đời giông bão ai người đưa lối. Một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền. Những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói. Tựa gió mây trôi cuối chân trời.